Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm vô cùng tiện lợi đến từ hãng Yato Ba Lan, mà hiện nay bên Yato Việt Nam bọn mình đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc máy khò cầm tay và dùng ga. Sản phẩm này có mã là IT6700 như mọi người thấy trên màn hình. Và đây là hình ảnh cũng như thông số ở bên ngoài vỏ hộp. Các sản phẩm của Yato với tông màu chủ đạo là màu đỏ, màu đen, màu trắng. Với chiếc máy khò này thì chúng ta có thể khò với nhiệt độ lên đến 1.300 độ C, rất tương đối cao. Và dung tích ga, chứa ga của chiếc bình này sẽ là 60ml. Và với 60ml ga này thì chúng ta có thể sử dụng chiếc máy khò này trong khoảng thời gian là 200 phút, tương đương với lại hơn 3 tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian rất là dài. Và nhà sản xuất đã rất cẩn thận khi mà lưu ý cho chúng ta là nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chiếc máy khò này. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp và lấy chiếc máy khò này ra. Trong hộp chúng ta không có, hoàn toàn không có gì nữa. Đây là tất cả những gì bên trong hộp sản phẩm có. Chúng ta có một chiếc sách hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Ba Lan, và đi kèm sẽ là một phiếu bảo hành đến từ hãng sản xuất, nó cũng hoàn toàn bằng tiếng Ba Lan. Và đây chính là chiếc máy khò của chúng ta, chiếc máy khò cầm tay và dùng ga Yato. Như mọi người thấy thì toàn thân của chiếc máy khò này thì sẽ được làm bằng hợp kim nhôm và được phủ một lớp sơn bóng rất là đẹp, với tông màu là màu đỏ màu đen rất nổi bật. Đây là miệng của chiếc máy khò, hoàn toàn là bằng hợp kim nhôm. Và bên cạnh chúng ta còn thấy một cái lỗ ở trên một chiếc vòng màu đen. Cái lỗ này là để chúng ta xả ga khi mà không sử dụng nữa, để đảm bảo cái độ an toàn. Và khi mà chúng ta dùng thì sẽ vặn cái vòng màu đen này để đóng cái lỗ này lại. Bên cạnh sẽ là một cái logo Yato. Phía trên này chúng ta có một cái ký hiệu hướng dẫn sử dụng, khi mà xoay sang bên phải thì sẽ là tắt khóa chiếc máy khò này lại, và xoay sang trái để bật chiếc máy khò và xoay dần dần lên để tăng cái nhiệt độ khò. Cái nút màu đen này sẽ chúng ta sẽ ấn vào để bật chế độ khò. Và chiếc máy khò này thì có cơ chế hoạt động gần tương tự như chiếc bật lửa của chúng ta, nên là chỉ cần ấn chiếc nút này và hệ thống đánh lửa sẽ hoạt động và chúng ta sẽ sử dụng được chiếc máy khò này rất là đơn giản. Rất nhẹ, cái nút ấn này rất là nhẹ. Chúng ta có thể ấn một tay mà sử dụng một tay mà không gặp vấn đề gì cả. Chúng ta cùng nhìn qua tổng thể chiếc máy khò. Một thân hình trụ màu tròn, hình tròn màu đen. Phía dưới này sẽ là một cái van để chúng ta bơm ga khi mà hết ga. Mình cũng xin lưu ý là sản phẩm này hiện bên mình phân phối không đi kèm cái bộ kim để bơm ga, mà chúng ta sẽ phải mua ở bên ngoài. Và với chiếc máy khò này thì chúng ta có thể sử dụng trong cái việc chế biến thức ăn hàng ngày. Ngoài ra còn có thể uốn cong một thanh sắt một cách dễ dàng khi mà cần thiết. Chúng ta có thể sử dụng để nhóm lửa, đốt than và hàn các đồ nhựa một cách nhanh chóng. Trọng lượng của chiếc máy khò thì rất nhẹ và rất dễ cầm. Sản phẩm này hiện nay thì bên Yato Việt Nam mình đã phân phối với giá bán lẻ là 1.510.000. Và các bạn quan tâm sản phẩm thì có thể để lại số điện thoại bên dưới và bên mình sẽ gọi điện hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.